phải dễ đâu, phải nung đúc nghe Phật pháp như vậy nè, nghe như vậy nè, nghe hàng ngày. Cho nên người ở cõi cực lạc họ mau thành Phật là mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút họ đều nghe pháp, họ đều nghe pháp hết. Mưa như vậy nè, bão bùng bên đó là không có phải không, mà tiếng mưa tí tách, thí dụ như nó có mưa tí tách đi, thật ra là gió đều là bài thuyết pháp hết, chỗ nào cũng là bài thuyết pháp hết. Tâm tánh họ ngộ ra tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, họ chứng được pháp thanh thanh tịnh, cho nên họ nhìn cái gì cũng là thanh tịnh hết trơn. Cho nên Phật là chứng Phật quả rồi, cho nhìn chúng sanh đều là Phật luôn. Còn chúng sanh chưa chứng Phật quả, cho nên thành ra nhìn Phật cũng là chúng sanh, còn nhìn chúng sanh là chúng sanh không nói rồi, còn nhìn súc sanh là ăn ngon không nói rồi. Hiểu chỗ này không? Chỗ này chỗ sâu sắc Ấn Tổ nói Phật nhìn thấy chúng sanh đều là Phật, con gà, con vịt, con chó, con heo là Phật sẽ thành, nó có Phật tánh, ăn nó, giết nó bị quả báo. Còn chúng sanh thấy chúng sanh là gà, vịt, là giết, bởi vì luật nhà nước không bắt. Có ai giết gà, giết vịt, luật nhà nước bắt không? Đúng, không bắt. Nhưng luật nhân quả xử lý quý vị, luật nhân quả có quả báo rõ ràng, phải thăng hoa hay đọa lạc từ nơi nghiệp sát sanh này có. Luật nhân quả không tha quý vị đâu. Luật nhân quả đó là từ nơi tự tánh luật nhân quả công bằng xử lý quý vị. Nhưng mà cái luật nhân quả này không ai đề xướng, không ai nói đến sát sanh là bị luật nhân quả ghi vô trong sổ tội. Trời, có cái bà đó, con gà nó qua nhà bà nó ăn lúa. Trời, ăn lúa bao nhiêu hột đâu có đáng gì đâu, vậy mà cầm cái cây phan ngang cổ chết mất. Ấy Bình Định hay phơi lúa không? Hồi xưa hay phơi lúa. Nó ăn có mấy hột thôi, vậy mà phan nó ngã quay ra nó chết. Ông chồng thì có duyên ở dưới âm phủ, đi xuống dưới đó để làm việc, tự nhiên thấy cái sổ, lật ra coi vợ tên của mình giết con gà một cân mấy lạng đó, ngày tháng ghi trong cái sổ bộ ở dưới đó, ở dưới âm phủ đó. Cho nên mới nói đến luật nhân quả nè, ghi sổ bộ vậy đó. Ông kia chết cha rồi, sao vợ mình có dưới đây ta, mà nó ghi nhiều quá rồi, bắt đầu là xuống nó phải trả đó. Cái ông về lại ông nói bà, có phải bà giết con gà không? Bà cái đâu có giết đâu mà giết, tôi cái miệng bà chối dữ lắm nha, nó giết đâu mà giết, trời tôi làm gì giết, tôi thương gà không biết không hết. Cái bà chết cái miệng nói tôi đôi chúng tôi nói thêm cho nó vui, cho trong phân sao tổ không nói vậy, mà đúng thì cái mấy bà cái miệng chết tôi có giết đâu mà bà không nói, giết làm gì giết, ông làm như giờ đổ tội cho tôi. Bà chối, con gà một cân hai lạng bà mới giết hồi hôm qua, sổ bộ ở dưới địa ngục có ghi bà đó, bà còn chối tôi nữa không? Chứ ông làm dữ lên. Thôi, tôi hôm qua nó vô nó ăn lúa, tôi thấy sao mà tôi con gà này cứ ăn hoài, cho nên tôi quăng cái cây, cái nó ngã lăn ra nó chết rồi ông à. Bà phải cấp kỳ cầm con gà này qua nhà hàng xóm xin lỗi, người ta đền tiền bao nhiêu phải đền. Cái miệng bà chết. Nên bà là hay chết cái miệng cãi dữ lắm. Cuối cùng mang qua xin lỗi xong xuôi hết rồi, tối xuống lại. Cái sổ lúc đó đó, ông lật ra, ông gấp cái gốc lại để ông làm dấu. Tối xuống lại, cái gốc sổ còn gấp đó mà tên biến mất. Ôi cha, luật nhân quả ghê vậy trời. Cái này không phải nó là nói sai đâu ngang, nói bịa đâu ngang. Văn sao có đó, đọc đi, có phải không thầy Minh? Thầy Minh có đọc rõ ràng. Con gà một cân hai lạng, vậy mà xin lỗi người ta hết. Bây giờ mình lỡ ăn con gà 5 lạng trong này thôi, chù chả biết bao nhiêu mà 5 lạng, biết bao nhiêu ký trong này mà kể không. Giờ xin lỗi bằng cách nào? Dùng công đức của pháp lực, trì đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm, tụng kinh. Xin lỗi nó là bằng cách hồi hướng, như hồi nãy chúng ta nói. Hồi hướng cái khúc cuối là những hương linh, là chúng sanh, là gà vịt mình ăn cái nè, là hương linh đó. Lỡ giết cố ý vô tình hoặc xúi người giết, ăn không giết nhưng mà đem tiền đi mua là xúi người giết, hồi hướng cho quý vị vãng sanh cực lạc, xin lỗi nó được không? Mà xin lỗi không không được. Phải đem một là tiền như cái bà này chuộc lại, xin lỗi trả tiền, hai là dùng công đức Phật lực, pháp lực, dùng công đức tụng kinh niệm Phật gì chú, hồi hướng trả cho nó mau hết cực kỳ, tin không? Làm gì tích thấm không? Nãy giờ nghe thấm chưa? Nhưng mà phàm phu mình, phàm phu mình ngộ lắm, nghe bây giờ thấy là thấm nè, hoan hỷ nè. Bước ra khỏi cửa nó thầy nhảm nói vậy chứ tôm càng ngon quá trời.
gà vịt ở nhà lũ khủ, trời ơi, biết nó có nói gì đâu, nên là ế quát 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 như có cái gì đâu mà sợ nó, mà nó nói gì nói làm cho cố vô. Ừ, hãy để đó, để đó ngang ngạnh phải không? Ngang ngạnh. Cái quán cũ Như Xuân, mới câu chuyện thầy Minh đọc, ông này giết biết bao nhiêu con mà mua mang về nấu quán mặn cũ Như Xuân bên Trung Quốc. Ấn Tổ nói câu chuyện này cực kỳ hay luôn, không trực tiếp giết, mua mang về nấu bán cho người khác ăn. Thế mà một thời gian thấy người đến đòi mạng, sao mà thú mà bây giờ thành người. Đúng rồi, nó biến thành người, nó tới nó đòi. Quá trời người lũ khủ đến đòi mạng, giết ông mới được. Ông giết bao nhiêu mạng chúng tôi rồi, hỏi tôi có giết đâu. Ông thuê người ta giết, hỏi tôi có thuê đâu. Ông ra ông lấy tiền, ông mua, ông về ông nấu cho người khác ăn. Ông sống trên sinh mạng tôi, là ông mua người ta, ông khiến người ta giết, gián tiếp mà giết, tội, giờ tôi xử lý ông. Cuối cùng ông run rẩy sợ, lúc đó một mình đâu chống lại mọi người. Bây giờ đây là người sao, giết nó là được đúng không? Lúc trước nó đông quá, về sau nó đông quá, đâu chống lại đâu. Giờ phải sao? Bây giờ xin lỗi. Cái xin lỗi là sám hối hay lắm. Thôi tôi xin lỗi quý vị, tôi không có giết nữa, tôi chuyển, tôi lấy cái tiền rồi tôi cúng dường chay tăng, tôi hồi hướng cho quý vị. 2/3 nó chịu, 1/3 nó nói, ông nói vậy ông không làm sao, kêu mạng tôi còn, nếu không còn không làm thì đến đòi. Cuối cùng nó chịu, ông thực sự là đến những cổ đông là nhiều người góp vô cái quán quá lớn, là nhiều người như cổ phần. Ông tới ông thông báo, xong hết rồi là ông bỏ. Buổi sáng đó là gà nó chạy lũ khủ, ông kêu thôi không giết nữa, con nào chạy cho chạy luôn, còn không nào không chạy đóng lại mang đi thả, không giết. Và chuyển quán mặn cũ Như Xuân trở thành quán chay cũ Như Xuân, và rất phát đạt, chuyển nghiệp được. Một là chúng sanh do thấy ác nghiệp đến đòi mạng, là chúng sanh đến đòi mạng, thấy ác báo nó tới rồi bắt đầu chuyển. Số lượng này người nhiều, chúng sanh phải như vậy nó mới chuyển. Cho nói Phật Pháp để cho họ tu chưa, cái chuyện gì xảy ra là họ không chịu làm đó. Căn lành gọi là yếu kém. Nếu mà hiện tại không có chuyện gì xảy ra, như hôm nay nghe một buổi chuyện thuyết pháp như vậy, về nhà tụng thần chú đại bi, tụng kinh niệm Phật tu hành, thì nghiệp lực chưa tới đòi, thì đây là lúc cơ hội rất tốt. Còn khi mà nghiệp lực tới đòi rồi đó, ngang cần lắm để gặp một người khai thị cho quý vị. Lúc đó quý vị vung lên để mà tu rồi, chuyển nghiệp. Giống như ông chủ ở nhà quán ăn cũ Như Xuân này là không phải dễ. Giống như bà này quăng con gà chết mà ông chồng xuống địa ngục thấy cái sổ dưới đó là không dễ gì gặp được như vậy đâu. Giờ lo làm đi, không phải hù dọa đâu. Chúng ta bản thân như vậy cũng phải 1-2 giờ về dậy. Hôm qua 2 giờ rưỡi dậy mà giật mình, sợ quá trễ giờ, vội vội để phải lên tu. Thường là 1 giờ mấy, đi nó mệt, nó không có được như ở nhà. Phải là thích thú tu. Nhưng mà hay lắm nha, khi mà trì đại bi 25 biến hoặc 50 biến hoặc 108 biến, tự nhiên nó có cái gì nó thúc giục cho mình tu, thúc giục cho mình tu, hiểu không? Cũng như mình không tu gì hết, mình thích ăn mặn, cho nên mỗi buổi chiều nó cứ thúc giục mình đi ăn, hiểu không? Nghiệp đó, đẹp nghiệp là hành động thói quen đó. Mà tự nhiên trì đại bi nó cứ thúc giục cho mình lên tu. Hay như vậy đó. Cho nên người thường trì đại bi là bồ đề tâm không thối chuyển. Họ tu không biết chán ngán và họ sợ nhân quả ác. Nền tảng của đại bi rất quan trọng, phải giữ nó. Một ngày 25 biến, ở đây có ai tụng 25 biến không? Giơ tay coi. Đó, thấy chưa? Có vài người lát đát 25 biến. Hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện với thầy Nhân Minh, chắc mấy thầy dưới kia mấy chú không nghe. Hòa thượng Thanh Tăng, lúc trước khi ngài lên trưởng ban trị sự, gương mặt của ngài không hảo, đồ mồi mà nhìn gương mặt ngài, chúng tôi nói không có hảo tướng chút nào. Không phải mình che ngài, mà sự thật là vậy. Mà từ khi bắt đầu là ngài trì thần chú đại bi rồi, thời gian ngắn chứ không có dài, bắt đầu trì thần chú đại bi, một ngày 1.5 tiếng, ngài nói là thời gian 1.5 tiếng, chứ đúng ra 108 là 2.5 tiếng mới đủ, nó 108. Mình chia ra 1 tiếng 15 phút buổi sáng, 1 tiếng 15 phút một buổi chiều là đủ. 24 tiếng hồi ngày tạo biết bao nhiêu nghiệp xấu ác, làm bao nhiêu chuyện mà để 2.5 tiếng không có. Rồi cuối cùng ngài chỉ có 1.5 tiếng, có khi 2 tiếng. Mà bữa nay gương mặt sắc diện của ngài thay đổi, chúng tôi nói nhờ cái công đức ngài tu từ xưa đến giờ đó, mà ngài tu rất chân thật. Ngài nói chuyện rất chân thật, nói tôi nói với thầy biết không, lúc trước mà cái người mà xuất gia mấy thầy kỹ lắm, như tôi đây bắt đầu cạo đầu cũng phải 5-7 năm, từ sa di lên tỳ kheo cũng phải chục năm, ngài tích lũy mấy chục năm ngài tu, bây giờ ngài vô đại bi một cái nó hiệu ứng liền, tự nhiên gương mặt thay đổi và cái cung cách của ngài và thân tướng của ngài đẹp ra hoan hỷ khác liền. Sự thật là như vậy, trì đại bi trong thời gian ngắn mà được cái thân tướng này, chúng tôi nói nhiều lúc tu cả đời chưa được.
Vậy mà có mấy tháng thôi mà cái pháp lực này chuyển cái thân tướng của mình, cái phàm thân của mình và công đức của này thì thôi chứ Phật cùng Phật mới biết nổi. Tin không? Tinh thần chủ đề bi không? Đâu có gì đâu. Mệt thì mình lắng nghe, hít cho sâu với để tụng. Nếu mà tụng mà thiên thư thiên nhàn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ha ra đắng na đa ra da da nam mô đó. Tụng chậm là nó vậy đó. Một là hơn trầm, còn hai là suy nghĩ tùm lum hết trơn, heo dịch gà chó không biết làm sao. Chậm là nó như vậy đó. Còn tốc độ như vậy là vọng tưởng nó chen vô được, nó chen vô được nó cũng văng liền. Thiên thừa thiên nhàn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ha ra đắng na đa ra da da nam mô di da bà la yến đế tế bát ra nha mô đề tăng đà bà da. Thay vì mình thấy là nhanh, cái máy này nhanh đúng không, nhưng mà chưa quen chứ gọi là nhanh, chứ mà khi quen rồi là thấy bình thường, mình tụng nhanh hơn cũng có nữa. Làm thử cái mức độ mà thiên thừa thiên nhàn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ha ra đắng na đa ra da da nam mô di da bà la yến đế tế bát ra nha, là cái công đức của pháp lực bắt đầu nó đột phá vô trong cái nghiệp lực, vô trong cái tâm thức của mình, nó đột phá. Bắt đầu nó tiêu cái nghiệp mà tham ăn thịt chúng sanh, nó tiêu cái nghiệp mà tham ái, nó tiêu cái nghiệp mà sân hận, nó tiêu cái nghiệp mà si mê, nó tiêu từ từ âm thầm trong đó hồi nào không hay. Có vọng tưởng vô văng ra, có vọng tưởng vô nó văng ra liền, bởi vì cái sức tụng mình là chủ động trước cho nên thành ra nó vô không được. Rồi bắt đầu nó yên, rồi bắt đầu mình chuyển qua tụng thời kinh, đảnh lễ Phật, đảnh lễ Bồ Tát theo cái kiểu này. 6 câu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát mà một câu thầm, hai câu ra tiếng, ba câu lắng nghe. Mà khi lắng nghe như vậy là cái tâm mình nghe công đức Phật hiệu rất sâu. Công đức Phật hiệu khi mình lắng nghe được từ từ nó sâu ở trong đó rồi đó ngang, là nó đột phá nghiệp lực. Mà trì thần chú này mỗi ngày 108 cũng là trợ hạnh để giúp cho niệm Phật để vãng sanh hồi hướng về cực lạc. Nghe hòa thượng Thanh Tân học một số người tụng đẹp quá, lo tụng đẹp vài bữa đẹp xong rồi hết tụng nó thôi, đẹp rồi hết tụng mà cuối cùng nó xấu quắc lại mất. Do cái tâm nó xấu nó làm cho xấu quắc. Nhiều người ai cũng thích đẹp hết trơn, thân tướng đẹp giàu có ai cũng thích phải không? Mà không ngờ cái nhân đó là cái nhân phước thiện đời trước còn lưu lại, cho nên đời này nó mới được như vậy. Rồi đời này xài sạch sẽ luôn, sát hại sanh linh là người xấu xa, mà cái gương mặt người này tàn sát kinh hồn nhất. Hôm bên bà Mê Thuộc có bà đó, bà giết heo bao nhiêu chục năm xong rồi cái mặt của bà làm sao tự nhiên bắt đầu nó có cái nọng á, giống như con heo nó nọng rồi, bắt đầu miệng nó du 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 lên rồi từ bắt đầu nó giống con heo ha. Cái tâm thức nó biến hiện ra cái hình tướng rồi chết chui vào bụng heo làm con heo. Đây là nghiệp lực dẫn đi bất khả tư nghị. Rồi bây giờ biết là cái nghiệp nó vậy rồi, bắt đầu mình tụng thần chú đại bi vô. Nhớ nha, người mà trì 108 biến 3 năm thôi, cái nguyện thí dụ muốn cho ông chồng mình hết say xỉn, hoặc con cái mình học hành không đỗ đạt quan đàn, hoặc gia đình mình không ổn, 3 năm thôi nó ổn định hết rồi. Chịu khó 3 năm 108. Còn không thì 54, mất thời gian dài thì mình nói 6 năm mà đúng 6 năm dài hơn. Hoặc cho mình tụng 25 biến thì nó tăng thời gian lâu hơn cho mình. Rồi hàng ngày tiếp tục niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, kèm theo niệm Quan Âm Bồ Tát một thời gian, không ngờ con người này phàm tục trở thành thánh hiền. Tin nó, pháp lực chuyển con người này, ngoài cái pháp lực tụng thần chú đại bi nó chuyển trong âm thầm, rồi có Phật lực là Bồ Tát thiên thủ, là vị Phật cổ Phật là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện á, âm thầm ứng hiện gia trì cho mình nữa. Nhưng mà nếu bình thường này không tụng, đến lúc đụng chuyện mà tụng, chúng tôi dám chắc quý vị 10 người làm được 1-2 làm không nổi. Lúc đó nghiệp lực nó bao vây, là lúc đó chỉ buồn khổ, chờ chết nhảy xuống biển, hoặc giả là tự tử, hoặc giả là ôm cái hận đó rồi từ từ nó nguôi ngoa, nó nằm ở trong đó cho qua không được. Không quen, bây giờ không tu, không tu thành thói quen thì lúc đó cái sức mạnh của nghiệp lực nó không có thể nào cho mình đi vào trong cái pháp lực này. Dầu có người ngồi khai thị cho mình vẫn có nhiều lúc nó không chịu, không có thể nào chấp nhận theo được. Bởi vì cái toàn tâm nó là bị cái khí phận và tâm thức nó bị nghiệp lực nó bao rồi. Cũng giống như cái bà đó, bà bị ghẻ lát cùng mình luôn. Vì sao ghẻ lát? Do nghiệp lực thích ăn cà rốt. Mua một số con cá về đào cái hồ vô, bỏ nó vô, nó bơi 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 bơi, đến ngày đập đầu nó ăn. Thời gian sau nó lỡ, con cá rô, cá nó có bảy bảy á, bả lọc vảy nó làm sao. Thì bây giờ cái thân thể bả chưa chết mà trả quả báo. Trời ơi, nhìn kinh hồn cái thân luôn, quá khiếp đảm. Thuốc gì bo vô cũng đau đớn quằn quại. Thấy bác sĩ mà cầm cái giỏ đến y tá mà đến rửa vết thương là bả ngất muốn chết xỉu à.
ở trên Đà Lạt ở đâu, không có đâu xa đâu. Cuối cùng cái bà bạn bà hay xuống tỉnh thất chủ nhật bà tu, bà nói trời ơi niệm Phật hay lắm. Hồi xưa chúng tôi đề xướng niệm Phật là thường xuyên, ít có nói đến niệm Quan Âm. Về sau coi văn sao rồi bắt đầu mới nói kèm thêm niệm Quan Âm cho nhiều, nếu mà gặp nạn thì bắt đầu bà niệm Phật đi. Tôi dám chắc với bà, thay vì bà sợ bà đau khổ bao lâu này nó có được kết quả gì đâu, bà cứ niệm Phật đi. Mỗi lần y tá bác sĩ đến bà báo tôi đến niệm Phật với bà, không những họ đến mới niệm mà bình thường tôi cũng đến niệm với bà luôn. Bà nghe bây giờ hết đường rồi, con người mà bệnh khổ gặp người ta chỉ cái gì là bám vô cái đó. Rồi cuối cùng bà nghe, bà nghe xong rồi bà niệm Phật, từ từ bắt đầu gì, cái cảm giác sợ nó bớt lần từ từ, nó khô từ từ, và bắt đầu con người bà trở lại một con người không còn lỡ lét như vậy nữa. Ông bác sĩ ông nói trời ơi chữa bao nhiêu bác sĩ không hết nhờ tôi á. Bà nói trời ơi ông chữa tôi bao nhiêu lâu nay có hết đâu, nhờ tôi niệm Phật á. Ông bác sĩ ông kêu làm gì niệm Phật, thuốc mới hết chứ làm gì niệm Phật. Nhưng mà bà tin là niệm Phật chuyển nghiệp lực không, chuyển một thân thể bị lỡ lét đúng không. Cho nên Ấn Tổ ngài nói Đại Y Vương là gì, Đạo Phật là Quan Âm Bồ Tát, là thần chú Đại Bi, Đại Y Vương đó. Nếu mà chịu niệm vô là nghiệp lực của tâm đã chuyển rồi thì thân bệnh nó sẽ hết đấy. Tin nọ những người họ chứng nghiệm được rồi họ tin, còn mình chỉ tin vào bác sĩ, tin vào thuốc thôi. Hồi nãy giờ chúng tôi nói cái nghiệp lực con người và pháp lực là Tổ Ấn Quang dùng thần chú Đại Bi, công đức niệm Quan Âm và công đức niệm Phật. Nhưng mà cái bí quyết chỗ đó, bí quyết cái chỗ mà đi vào công phu là tâm chí thành. Nếu mà tâm không chí thành thì người này có làm cái nhân là trì tụng mà kết quả rất ít, có khi không có. Nếu nhìn thấy tượng bằng giấy, xi măng, đúc bằng cốt, đồng mà nhìn thấy là tưởng như Phật thiệt, bắt đầu ngồi tụng kinh, Phật đang đứng trên chứng minh phóng quang giúp thọ gia trì cho mình. Không phải mình tưởng vậy đâu, mình muốn thấy mà mình chỉ biết như vậy và thành tâm tụng thì công đức người này thù thắng. Còn thấy Phật giấy, Phật cốt, Phật xi măng là giấy cốt, Phật xi măng là không phải là Phật thiệt, chỉ là tượng trưng thôi, không phải là Phật thiệt đâu, thì công đức người này không lớn lắm. Còn khinh nhờn cái tượng giấy cốt xi măng này nữa thì tội ngập trời. Nếu khi khinh nhờn đất đá cốt rồi cái gốc khóc cây chưa đẻo thành Phật mình khinh nhờn thì không sao, mà khinh nhờn cái khúc cây mà thành Phật rồi thì tội này lớn. Cho nên ngài nói cái bí quyết để đi vào đạo vẫn là lòng cung kính nhá. Mà lòng cung kính này bắt đầu nuôi được lớn lên rồi, thấy con súc sanh, con gà, con vịt đó là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai, là thấy nó là một loại chúng sanh thành Phật trong tương lai, không dám ăn, không dám giết, không dám mang tiền đi xui người khác giết, thì bắt đầu lòng từ bi mình lớn lên. Và là lòng từ bi này là lòng từ không giết, là nhân tố để về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng tôi nói hơi gắt một chút, người nào ăn thịt ham sát sanh thì người này khó về Cực Lạc, bởi vì lòng từ này không được nuôi dưỡng lớn để mà hồi hướng về Cực Lạc. Hiểu không? Như vậy hôm nay cái pháp lực mà chúng tôi lấy từ trong văn sao trao cho quý vị đây là thần chú Đại Bi, phổ thông vô cùng, không có thể nào ai nói mình là gọi rằng là trì một thần chú gì tôi không biết, hoặc giả là thần chú này không có trong kinh Phật, không có. Yên tâm, cho nên Ấn Tổ dùng cái pháp mà nó thù thắng mà rất phổ thông thông dụng. Thần chú Đại Bi là bất cứ chùa nào vào trong cái thời lễ gì, kinh nào cũng là thiên thủ thiên nhãn chứ, đúng không? Rất mầu nhiệm, nếu trì như vậy mà suốt 3 năm 108 thường xuyên không bỏ thì con người này khó gặp nạn, dẫu cho gặp nạn đi nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất, yên tâm vô cùng. Hiểu không? Đó. Rồi danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hằng ngày thường niệm. Cái máy này nó có cái danh hiệu là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng tôi thâu về tối mình để trong phòng ngủ mình á, cái Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất là những cái khách sạn như vậy, các vị hương linh họ trú ngụ, nhà ai cũng có các vị hương linh hết. Mà mở thần chú Đại Bi như cái phòng chúng tôi đi là chúng tôi mở lớn hơn bình thường, để cho cái phòng này được cái âm thanh thần chú Đại Bi gia trì trong đó. Một cái âm thanh thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi, phàm phu thấy là bình thường, nhưng mà Phật Bồ Tát thấy một thần chú, trời ơi bất khả tư nghì. Mỗi lần tụng mà thành tâm là có Bồ Tát thiên thủ trong miệng bay ra đó. Chúng tôi là chưa được như vậy, nhưng mà có những người họ tụng mà linh thiêng, niệm một câu Phật hiệu Ngài Thiếu Khang, Nam Mô Di Đà Phật, vị Phật trong miệng bay ra,
Bây giờ cái danh hiệu đó là có chứa đựng pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Phật trong đó. Tin không? Phàm phu mình thấy là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Một số các thầy nhân lúc chúng tôi đi cúng á, là cúng nghi thức là nhiều chứ niệm Phật là ít. Mà Ấn Độ đó là niệm Phật là quan trọng. Pháp hội Lăng Nghiêm, pháp hội Tụng Lâm Lăng Nghiêm, có một vị đó bên Trung Quốc lập ra cái pháp hội in thần chú Lăng Nghiêm, cuốn sách nhỏ nhỏ để tặng cho mọi người. Thì Ấn Độ nói ông làm như vậy là tốn đó bao nhiêu tiền in Lăng Nghiêm. Một thời mà pháp hội Lăng Nghiêm được bao nhiêu người thuộc Lăng Nghiêm. Ông chỉ cho người ta niệm Quan Âm, niệm Phật, còn thần chú Đại Bi thì cũng dễ thuộc. Như vậy thì nó có hữu ích hơn không? Không phải tôi khinh thường Lăng Nghiêm, không phải tôi khinh thường một vị hòa thượng ở Ấn Độ và bao nhiêu vị hòa thượng để mở cái pháp hội để cầu hộ quốc an dân, mưa thuận gió hòa. Nhưng mà tôi nói là niệm Quan Âm thì ai cũng biết niệm, đứa nhỏ lên ba cũng niệm được. Họ không chịu niệm thì một câu danh hiệu Quan Âm lọt vô tâm họ là thành chủng tử vô lậu rồi. Danh hiệu Quan Âm ai cũng biết, thần chú Đại Bi ai cũng biết, danh hiệu Phật A Di Đà ai cũng biết, lợi ích vô cùng. Thì như vậy hôm nay chúng tôi nói là nghiệp lực con người nó vô hình không thấy, nhưng mà khi nó biểu hiện ra hình tướng rồi thấy. Ví dụ như mình ăn mình thấy bình thường, với bà đó, bà ăn bà thấy bình thường không? Nó còn cái phước báu để che chở. Mà khi bắt đầu cái phước báu mình nó giảm rồi, cái bắt đầu nghiệp nó lên rồi là toàn thân bắt đầu bệnh hoạn, quả báo xuất hiện rồi, để con ma bệnh vào thân rồi, lúc này cực kỳ khó khăn, cực kỳ khổ đau. Bà này bà buổi chịu niệm Phật mà phải mất hết mấy năm trời đau khổ cùng cực. Thầy Thiện cho ai đâu? Thầy Thiện là thầy ở Nha Trang, thầy lên trên tu trên tỉnh thất mà thầy cũng có căn lành. Chúng tôi coi như là gặp thầy lúc đó thầy bị cháy rạ mà 2 tuần ngủ không được. Trời ơi nó đau đớn khó chịu quá trời luôn. Coi như là sân băng sát bát, cứ nhờ lấy thuốc thoa đủ kiểu hết trơn. Mà mấy người thoa người ta sợ cháy rạ, mấy thầy mấy chú cũng sợ lây đâu dám thoa đâu. Trời ơi ông nằm ông thoa mà cùng thân bị cháy rạ, mà lớn rồi phải con nít mà bị cháy rạ ngộ. Nói cháy rạ và thời trực ra hồi trước ông ăn cá, ông ở dưới Ba Trang gia đình ông đánh cá, ông ăn súc sanh nhiều quá cho nên bây giờ nó xì những cái chất độc ở trong người ra, gọi là cháy rạ. Đó là hình thức của một cái loại virus đó. Nó ăn trong cái thịt con người, nó đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ mình đang mang cái thân mà mình được khỏe mạnh như vậy là phước báu đang che chở tốt lắm, mà lên tu đi nha, chứ để nó đổ bệnh ra rồi lúc đó tu không kịp. Chân nhàn lên nói thôi thần chú Đại Bi bất khả tư nghì, sao thầy không tin để thầy tụng đi. Trời bắt đầu thầy nói mà thầy sao có duyên nói cái thầy làm. Bắt đầu thầy trì 1 ngày 200 biến, qua hôm sau đi hết nổi, thở hết nổi luôn. Ông lên nói mệt quá hỏi sao vậy, kêu trì 200 luôn cho mau hết. Trời ơi ông phải chia nó ra, thí dụ 108 là đúng cái số mà thường quy định của các vị hòa thượng, những người tu người ta nói 108 là vừa đủ một ngày là đẹp rồi, thì thầy chia làm 4 đi, 25 25 25 25, hoặc giả là thầy 27 27 27, hoặc giả là thầy sáng 54 chiều 54, chứ thầy làm gì mà dữ vậy. Cuối cùng thầy chia lại, thầy chia lại xong bắt đầu thầy trì siết luôn, và một ngày thầy trì 108 một lần được luôn. Bắt đầu thầy trì mà vô được rồi đó. Xong Giác Nhàn nói nếu như vậy lâu thì bị tổn khí cần có máy. Thì thầy bắt đầu trở lại cái máy 108 cũng bình thường. Nhưng Giác Nhàn nói 108 một lúc luôn có máy về sau cũng không ổn. Sáng 54 chiều 54 là bền nhất. Thầy làm sáng 54, mà lúc trước thì 3 giờ rưỡi mới dậy. Bữa nay thầy cũng bắt trước 2 giờ dậy rồi. Thì hồi trước là thầy trì cái kiểu như vậy này, bằng miệng thôi mà thầy cũng đuối chịu không nổi. Thầy nói là nghe vậy đó, nhưng mà nó rõ từng chữ trong tâm, nhưng mà lâu ngày chịu không nổi, tổn khí mệt. Mà khi bắt đầu ngưng lại để hết hơi á, thì nhiều lúc mà tập trung không sâu thì nó quên. Còn cái máy khi ngưng lại á, mình nghe một chập luôn thì nó vẫn tiếp theo được, không bị gián đoạn. Hay cái chỗ này, hiểu không? Cái này không phải là mèo khăn mèo dài đuôi đâu, cái này là hay thiệt đấy. Hay thiệt. Cũng như là mình nghiên cứu ra một cái sản phẩm gì đó, cái bà mà may áo đẹp, người ta khen, người ta thấy áo này đẹp mà thực sự là đẹp, thì nó thực sự là bà có cái niềm vui trong đó đúng không? Không phải là chấp, thực sự đó là niềm vui để cho bà làm thợ may. Giết cá giỏi mổ sạc 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 bực con cá xong liền chết, người ta trời giết cá giỏi quá, cũng vui trong chuyện giết cá đúng không? Mỗi con người nó có cái nghiệp lực vui, mà vui trong cái pháp lực mà tu hành chỉ người khác là cực kỳ là hoan hỷ. Hay cực kỳ luôn, bởi vì mình thấy nó màu nhiệm, nó hay.
Rồi bây giờ thầy chuyển qua gì? Sáng 5:4, chiều 5:4 mở máy khỏe. Bền, giữ như vậy là bền. Ngồi trên cái ghế như vậy, hồi sáng hôm qua, hồi sáng sớm nay chúng ta ngồi dưới đất, với hồi trưa nay ngồi dưới đất thì cũng chịu được, nhưng mà nó đau. Vào cái phút khoảng là một tiếng kém 15 phút hoặc là nửa tiếng là bắt đầu, còn nửa tiếng nữa mới xong, bắt đầu nó nhói, nó đau. Thì ngồi trên ghế như vậy là thoải mái nhất. Bây giờ bác chỉ cái pháp dụng công. Khỏi chắp tay, ông tổ nó chắp tay như vậy suốt một tiếng 15 phút là 54 biến, hoặc là nửa tiếng thì nó một. Chắp tay như vậy mà nó, ông tổ nó chắp tay như vậy là nó tốn sức mệt. Thả cái tay xuống luôn. Đó, ngồi như vậy rất là thoải mái, khỏi bắt ấn bắt đồ vậy cho. Người ta chuyên tu mật tông người ta bắt ấn, còn mình khỏi bắt ấn cũng được. Thành tâm tụng là có linh nghiệm. Rồi con mắt của mình phủ xuống, phủ xuống. Nhiều lúc nó hơi mỏi mình nhắm lại một chút xíu, mà nhiều lúc nó ngủ thì mình mở lớn ra một chút. Nó cũng ngặt nghèo, nó khó khăn lắm. Nó hành mình tùm lum hết trơn. Ngủ thì không sao, mà dậy tu là nó cứ gừ như vậy đó. Nó ghê lắm, nó không dễ gì cho mình tu đâu. Nó không có quen, không có gì hết. Rồi bắt đầu nó phá mà nó không cho mình tu. Nếu mà gì, mình mở mắt lớn như vậy, mình nhìn hoài vậy là nó không có tập trung được để tụng. Mở banh con mắt ra trì chú niệm Phật là bị tán tâm. Nhãn căng không được nhiếp, cho nên phải gì? Phủ xuống 1/3, hơi khó. Có nhiều lúc con mắt mình nó yếu, hai cái tinh thần mình yếu, nó cứ chớp, nó làm như đèn pha chớp. Nó không vô được, thì vậy mở luôn, hoặc giả nhắm luôn. Có cái con nhỏ ở dưới Sài Gòn nó lên đó, mà con nhỏ này nó ham tu lắm. Nó nói trời, từ khi mà con nghe thầy nói lời của tổ mở 1/3 mà sao con không mở được. Hỏi con mở, con nói gì? Trời ơi, thầy thắc cười. Rồi con quỳ bên hông nói, con được nè mẹ. Trời, tôi nói cái thằng nhỏ nó không có tu mà sao nó làm được, mà do con làm sao không được. Trời, dạo này sao phiền buồn nhiều quá. Hỏi sao buồn, cái ông chồng ổng tùm lum uống rượu theo vợ bé, cái đó vậy là chớp phải rồi. Rồi ăn mặn ông kêu còn đó, cái miệng như vậy là chớp phải rồi. Tâm nó tán loạn quá cho nên nó mắc cười. Rồi nó quỳ bên cạnh, mà cái lúc hay lên chủ nhật giảng á, nó kêu làm lại coi, bây giờ có thầy nè. Mắc cười vẫn chết luôn. Nó chớp giống như đèn phải. Còn thằng con nó nói mẹ con được nè. Nó để cái im ru liền. Cái tâm thằng nhỏ nó yên ổn, chưa có chuyện gì xảy ra. Còn cái tâm mình nó quá tán loạn, còn hơn con mắt chớp nữa, sao mà để được. Giờ quý vị phủ xuống coi, coi chớp không nha. Phủ coi. Chắc gì mắc cười chắc làm không được. À, nó yên như vậy. Rồi một chập nha. Mới lần đầu mình chắp tay thì mình thấy cái tay nè. Một chập cái bắt đầu mình nhìn, mình thấy cái chớp mũi mờ mờ. Người kêu là cái đốm trắng. Nó xương trắng đớp mờ thôi. Mà thường tập trung như vậy thì con người này thần nó an ngay trong đó. Mấy người mù người ta cũng bị thiếu căn, nhưng mà nếu mà họ mà biết tu, họ tập trung vô bên trong, cái tâm thức họ phát triển mạnh. Những người mù người ta vừa thấy đôi dép cái xẹt qua là thường người thường đó hay đi đến là họ biết ai đến, là họ tập trung cao độ dữ lắm. Còn mình mở ra mình nhìn quá cho nên mình ghét tùm lum, mình phiền não. Con mắt đây là cửa ngõ của tâm hồn. Nếu mà nó là không có được nhiếp lại để tu thì nó lục tặc, nó thành con mắt là ông giặc trong này nó phá đó. Con mắt này cực kỳ quan trọng. Ấn Tổ nói phủ đôi mi xuống 1/3 như mắt của Phật đang là những cái tượng. Bắt đầu là gì? Phủ xuống, con mắt mình nó nhẹ, nó không có bị tập trung ra ngoài. Bắt đầu nó quay vào bên trong. Từ từ bắt đầu nó quen là con mắt. Cái tay thả xuống. Cái miệng tụng đừng lớn tiếng hơn máy, vừa đủ để nghe. Cho quý vị cái máy về để quý vị đừng có mở lớn thì mình phải tụng theo. Theo lớn theo thì nó mệt. Thường là chúng tôi tu một mình ở trong thất là chúng tôi tụng cái âm thanh đó như vậy. Điện thoại thiên nhân của Ngài này biết thắng 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 thắng. Khi mình ngưng lại, mình nuốt nước miếng xuống, mình hít thở, cái máy đang tụng luôn, cực kỳ hay luôn. Cực kỳ hay luôn, không có phải là để nhớ, để mà mình phải bắt theo nữa, có nhiều lúc nó lộn. Ví dụ mình tụng một đoạn mà không mình tự tụng mới ngang thì mình hít thở vô mình dễ bị quên. Mà hít không sâu được lo tụng nữa chừng chập cái tụng khí mất. Còn khi mình nghe cái máy là để cái máy tụng theo một chập luôn. Có nhiều lúc chúng tôi mệt, chúng tôi lắng nghe một chập, bắt đầu chúng tôi tụng tiếp. Hay cái máy hay không? Hay nhất là không tốn tiền. Hồi nãy hỏi mấy cô, mà ở dưới quê của dưới chỗ mà Phù Mỹ đi lên đi chỗ nhà mà có thầy Hào á,
hỏi ăn cơm ngon không, kêu ngon ghê luôn. Thì kêu ngon nhất là không tốn tiền, bởi vì ngon quá mà tốn tiền hồi hộp không biết trả nhiêu cho nên nó ngon không. Còn nãy giờ ông giới thiệu quá trời, không biết ông bán nhiêu, 500-700 ngàn, sợ quá thôi ông cho ngọt, không tốn tiền. Không, hay nhất là không tốn tiền. Cho nên là ông tổ hồi xưa là ngày khác hơn mà Thượng Tình Không với chúng tôi. Bây giờ cái thời đó ngài ở trong thấp cho nên ngài bán giá vốn không à. Thì ngài nói lưu truyền mới được nhiều, chứ còn cho thời gian nhiều lúc người ta thấy quá tầm thường bình thường đi. Rồi nhiều lúc ngài cũng có cái lý của ngài, nhiều lúc không có lưu truyền được nhiều. Rồi chúng tôi thì có nhiêu làm bao nhiêu, thì thực sự là cho người ta thì nó mau hết, nhưng mà bán thì nó lâu. Trời ơi, cho mấy ngàn cái là dành kinh hồn luôn. Mang ra bán cứ hỏi bao nhiêu vậy, 150 mắc ôm. Khổ vậy đó, chúng sanh nó tham lam ghê lắm. Không phải nói cái gì tham, nhưng mà đôi khi cũng tham thiệt. Thì thôi bây giờ nó như vậy, hôm nay về làm từ từ nó quen, cũng như giết heo giết lâu nghề dạy nghề nó quen, giết sẹt cái là chết liền á. Nhớ không, anh của thầy lúc trước nhà giết con heo, ông đâm hoài đó, ông đâm hoài nó không chết. Còn anh chàng Pháp nó giết quen, nó đâm một cái ngay cái tim là chết liền. Cái gì nó nghề nghiệp, nghề dạy nghề mà, hiểu hiểu nghề dạy nghề không. Tụng đại bi lâu ngày tự nhiên mình quen cái cách của mình. Như hồi nãy chúng tôi nói đó, cái cách chúng tôi là tụng nhỏ vừa theo máy, hòa cái tiếng dưới máy, mắt phủ xuống, tay không chấp, cũng là những kinh nghiệm của chúng tôi. Quý vị biết rồi, bắt đầu ngồi trên ghế nó đỡ hơn, mỗi chân hơn, nó thoải mái. Rồi xuống mình tụng thời kinh có 15 phút rồi mình lễ Phật nữa, 2 tiếng hết, nhanh vô cùng luôn. Trời, lúc trước tụng bằng đại bi bằng miệng 25 biến, tụng xong nó mệt, nó tức ngực khó chịu. Rồi ra tụng thêm kinh 15 phút nữa rồi lạy ra tiếng nữa, đuối luôn, chịu không nổi. Giờ có cái máy rồi nó nhẹ nhàng, trời, tu 2-3 tiếng, có khi tu từ 2 giờ đến 6 giờ 4 tiếng không mệt luôn. Đó, thầy phiên đâu mấy anh em ở trên đó từ 2 giờ chiều đến 6 giờ là bình thường luôn. Có cái máy nó trợ cho mình hơn 50% luôn. Cho nên chúng tôi làm cái máy ra để hỗ trợ, nhưng mà phải giới thiệu sản phẩm người ta mới biết, chứ còn đưa cái máy không về biết ngõ nào mà tu, đúng không? Vậy là may mắn không? À, bây giờ chúng tôi nghĩ nếu mà cho quà với đó, nếu đi cho quà không được thì cũng bày ra cái chuyện gì mà hôm nay cái chuyện này là nó quan trọng hơn cho quà nữa đó. Vì sao vậy? Cho quà không ăn lẫm cái nó hết cũng biết tu vậy luôn. Thôi cái chuyện đó là phải cứu ngặt, là mình giúp cho họ thôi. Đó là chỉ là gì? Hạ thiện thôi, thiện của hạ phẩm, giúp người ngặt nghèo trong một giai đoạn nào đó, một thời gian nhất thời nào đó gọi là hạ thiện. Trung thiện là gì? Trung thiện là gì? Người đó đói cho họ quần áo, người đó đói cho họ ăn, người đó lạnh cho quần áo, không có chỗ ở xây nhà cho họ ở. Bây giờ mấy cái cụ ở trên tỉnh thất đó. Rồi người đó chết, chôn họ cho hồn họ, cứu hết, giúp hết một đời luôn, giúp hết một đời luôn. Chỉ là một người thôi, bằng hằng hà sa số người chỉ giúp trong lúc ngặt rồi mình đi, đúng không? Đúng không? Cái ngặt mình giúp cho người ta, như hôm nay 200 người rồi mình đi tới, mình đi thì họ nhớ mình không có sâu bằng một con người để mình giúp cả cuộc đời họ, đúng không? Rồi giúp hết cả cuộc đời của họ, ăn uống mặc ở bệnh mọi thứ, đó vẫn là mới trung thiện. Trung thiện tức là thiện bậc trung thôi. Mà cái người mà họ xây nhà xây cửa, rồi cho ở, rồi cho ăn, rồi cho mặc, rồi cho thuốc men bệnh hoạn, rồi lúc giúp hết luôn cuộc đời của một con người ngang, bằng xây 9 bậc phù đồ, giúp cho một người cha của mình báo hiếu trọn vẹn thôi, bằng xây làm bao nhiêu cái chuyện phước thiện lớn. Dầu xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phúc giúp cho một người mà, đúng không? Cho nên ra thầy vẫn là thực tế cứu con người là chính là trước, còn cái chuyện xây dựng lớn bên ngoài thầy không quan tâm lắm đâu, hiểu không? Thì cái đó mới vẫn là trung thiện. Với đó các cụ ở trên chùa, nếu mình chỉ nuôi ăn giống như trại dưỡng lão chỉ là trung thiện thôi. Còn thượng thiện là hồi nãy giờ đang nói cái thượng thiện này, trì đại bi niệm Phật, vung trồng thiện căn để liễu sanh thoát tử là thượng thiện. Cứu cả cuộc đời, đời này và đời sau, vĩnh kiếp không còn luân hồi, chào vĩnh biệt luân hồi luôn, đi về cực lạc. Đây là thượng thiện, giúp nuôi thiện căn là thượng thiện. Nuôi cái thân này suốt cuộc đời, nuôi cái thân này suốt cuộc đời luôn chỉ là trung thiện thôi. Mang một chút quà cho họ là hạ thiện, mà hạ thiện cũng phải làm. Một chút thiện nhỏ cũng không bỏ, trung thiện cũng phải làm, mà nhắm vào cái thượng thiện này là quan trọng. Đó, bây giờ bao nhiêu con người ngồi đây, về nhà họ biết tu, 2 người thôi tinh tấn niệm Phật giảng sanh cực lạc, là một cuộc đời của mình coi như là thành công.
lúc mình lâm chung thì những người đó họ xuống, họ phụ, họ, họ tiếp dẫn chung với Phật Di Đà để họ tiếp dẫn mình vãng sanh Cực Lạc. Hiểu chỗ này không? Cho nên Phật tập trung và để tâm vào cái thượng thiện là giúp chúng sanh liễu sanh thoát tử. Còn cái nghèo của 12 nhà, nghe nói bữa cô đó nói, hôm qua cô đó nói với 200 nhà vậy đó là màn trời chiếu đất quầy Quảng Ngãi bản đồ vậy đó, mình qua mình giúp cho họ hết luôn được không? Đâu có hết được. Trước khi mà bị bão vậy có những người cũng nghèo quá trời chứ không có, đúng không? Giúp cho họ hết nghèo làm sao giúp được? Nghèo là do cái nghiệp của họ trộm cắp nhiều đời, thấy gì trong mạng họ sẵn có, họ trộm cắp cho nên nó hết cái gì trong mạng họ sẵn có, cái củ báu trong mạng hết cho họ sanh vào trong gia đình, họ đến cái thời điểm đó và họ đến cái địa cuộc đó họ phải nghèo, không thể cứu được, chỉ nói nhân quả để họ tu, để họ thoát nghèo bằng cách họ biết bố thí cúng dường, không sát hại sanh linh, họ tu hành thì đời này hầu như là nó chưa có phước báu đáo đáp thì đời sau nó phải có. Dám chắc là như vậy, chứ không thể là làm thiện mà không có thiện báo đáp đâu. Điều họ không tin thôi. Thấy không? Bây giờ kêu mà đang sát hại, họ làm được đồng tiền nó số nhiều, họ làm những cái việc mà gọi rằng là giết hải sản có được số tiền nhiều mà kêu họ ngưng lại, họ thấy trước mắt có tiền. Như bà ở dưới Long An á, bao nhiêu trại cá là về bà hết, bà là tổng đại lý luôn, mua cá tuy rằng người ta giết bên ngoài bà không giết mà bà tổng đại lý, bà mua thu gom hết, bắt đầu phân phát chỗ khác, lời quá trời lời luôn. Bà mua từ cái ghe ngoài biển, ngoài sông rồi vô, xong rồi bắt đầu bà mới gom hết, bà đóng đá, bà đóng thùng, bà chở đi các tỉnh, bà có xe cộ bà làm. Trời ơi, giàu, bà tư bán cá giàu quá trời ở Long An. Cuối cùng gì, con nó phá lại, nó phá cho gần tan tành luôn. Bà lên bà gặp với chúng tôi nói bà phá Sơn Lâm, bà kêu con đâu có giết, bà gián tiếp bà mua, bà khuyến người ta ra biển giết, bà cộng nghiệp cho nên con bà phá tiền của bà mà bà đau khổ như vậy, từ từ nó phá sạch. Thôi chuyển nghề đi, lấy đồng tiền này đi phát tâm cúng dường đi, rồi bà còn để bà sống. Bà này bà có thiện căn mà thường chúng sanh phải khổ, lên bờ xuống ruộng rồi bắt đầu mới chịu nghe. Bà chịu nghe xong bà cúng dường, bà làm phước xong cuối cùng ổng gì quay vô, ổng thâu băng, thâu đĩa, ổng nó phao Phật Pháp. Hai vợ chồng bắt đầu yên ổn, con bắt đầu không có phá hoại nữa. Thấy không? Cho nên thành ra tàn hại sanh linh mà giết sanh linh, mà sống trên sinh mạng sanh linh, giàu cho không trực tiếp giết, mua về để khuyến người ta ăn mà giết, cũng là cái chuyện này bị quả báo đó. Còn hai cái nó phá cho tàn sát luôn chứ không phải đơn giản ở đâu. Chúng tôi nói là chính xác 100%, chứ quý vị tin không tin là chuyện của quý vị thôi. Cái người mà gần biển là họ tạo cái sát nghiệp để mà phá sanh đâm hà bá này nó kinh khủng lắm. Cho nên thành ra là quý vị phải hằng ngày trì đại bi để mà bảo hộ, hộ quốc, hộ thân tâm mình, hộ gia đình mình đi. Đó là cái điều thầy nói. Ít nhất gì cũng 25 biến, thường là 54 biến là chúng tôi thấy vừa. Còn không thì phải 108 biến là nó đạt lên cái đỉnh của nó. Cái đạt được cái đỉnh nó phải là 108 biến. Đúng không ạ? Mà khi 108 biến mà được rồi, hoặc là mình hằng ngày thường trì tụng á, trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn thì nói 5 biến, mà đối với bọn phàm phu mình 5 biến nó chưa vô định sâu đâu. Phải là 54 biến. Nên nhớ, lỡ tạo sát nghiệp, vẫn còn làm nhà hàng, vẫn còn làm sát nghiệp, vẫn còn là đang bị cái nghề xấu ác đó, thì bây giờ cứ trì thần chú để bây nhờ pháp lực nó chuyển cái nghiệp lực lần lần, rồi bắt đầu Phật Bồ Tát sắp xếp cho mình một cái nghề ngon hơn cái nghề sát nghiệp nó nữa, ngon hơn cái nghiệp hiện tại luôn. Bởi vì mình tu nó có công đức tăng lên thì công đức có thì chuyển được nghiệp, thì nghề nó chuyển thôi, đúng không? Tin chắc là như vậy chứ sao là không có được như thế. Tu đi, không có lỗ lã gì đâu, bảo đảm an tâm, yên ổn vô cùng. Bởi vì đây là chứng nghiệm từ bản thân. Hồi xưa cũng đi tu mà hình thức toàn để coi phong thủy, đi cúng, đi giảng bên ngoài, không chịu lo niệm Phật, không hành trì, không tu hành, nó vẫn là đói, vẫn là thiếu kém, vẫn là nghiệp lực cùng thân, đầy bụng dạ. Từ khi bắt đầu nghe Hòa Thượng, bắt đầu là tu, gặp Văn Sao Ấn Tổ, bây giờ bắt đầu là công phu, bớt đi giảng lại lo tu đi. Bắt đầu là đại chúng nó yên định liền, nó an ổn liền. Trên đó an ổn hết rồi, chúng tôi dư giả, chúng tôi mới đi á. Chứ còn chưa an ổn, chưa vui vẻ, nuôi thiếu đại chúng mà đi đâu. Nuôi tiền không đủ lo cho đại chúng mà mình đi lo bên ngoài là người này lấy danh lợi. Trong nhà mình không lo mà lo cho thiên hạ, đúng không? Có nhiều người tốt bụng về thiên hạ mà trong nhà thì thôi rối beng luôn. Ông chồng người thôi, ông bệnh nằm một đống mà đi lên gặp ông thầy nói miệng đạo đức giả gớm lắm. Đó là người đạo đức giả, hiểu không? Trong nhà chưa lo xong mà đi lo thiên hạ. Lẽ dĩ nhiên là tùy theo khả năng để mình lo cho thiên hạ. Nếu dư, nếu có khả năng lo cho thiên hạ là chuyện lợi tha phải lo. Mà trong nhà mình phải ấm cúng, phải không? Lo cho nó ổn định hết. Rồi bắt đầu đi đến cái chuyện của thiên hạ.
Mà nếu trong nhà mình đang lo, mình có khả năng được bao nhiêu mình lo thiên hạ bao nhiêu đó mình lo, chứ đừng cái chạy đi tìm danh lợi bên ngoài làm đại nhà từ thiện mà nhà mình rối beng. Không được, phải là nó là ổn định từ trong nhà. Giáo dục gia đình vẫn là quan trọng trước, phải không ạ? Và đó là cái việc mà chúng tôi nói để quý vị hiểu được là cái chuyện lo cả trong lẫn ngoài, trong nhà, trên tinh thất yên ổn, dư chúng tôi cầm đi làm từ thiện, phải không ạ? Rồi những cái lúc khả năng làm được cái gì bên ngoài mình làm trong khả năng của mình, chứ không phải chấp chặt khừ là phải lo trong nhà hết rồi bên ngoài không có cái gì cũng được. Phải là uyển chuyển làm sao cho nó phù hợp, mà đừng có bỏ cái gốc là trong nhà của mình. Vợ chồng con cái phải hết bổn phận, đúng không? Lo cho nó ổn định. Có nhiều người đi chùa tối ngày, con cái bỏ nheo nhúc, chồng đi làm về cũng không có công ăn, nói mình sực mình cãi lại, đi lo trên chùa không, cuối cùng nhà tan nát, chùa ở cũng không được, đi ra ngoài đường luôn, ăn mày luôn, đúng không? Còn cái chuyện cứ lo trong nhà không, cứ tập trung lo cho gia đình đầy đủ luôn, ăn uống sung túc luôn, là cho nhà quá giàu có mà một đồng cũng không bố thí thì thôi cũng chết rồi. Đấy, không được. Phải học Phật pháp và biết làm cho gia đình mình, cuộc đời mình mới thăng hoa, mới thay đổi được, nghe không? Và người có tu như vậy rồi là Phật âm thầm che chở, Long thần hộ pháp gia trì. Cái máy này nè, mở trong nhà ra đại bi hoặc niệm Phật, có Long thần hộ pháp Phật gia trì cho mình, chúng tôi thấy rõ nhà rất yên ổn. Bây giờ các vị hương linh mình thấy bình thường, cho họ nghe đến họ cảm được cái tần số của tâm thức này là họ siêu sanh, biết bao nhiêu trong đó mà biết. Cái bà Tư mà về ngoại cảm, bà nói ngay cái nghĩa trang đó là mấy thầy đến cúng kiểu gì, cúng mỗi thầy cúng mỗi kiểu, trai đằng chẳng tế này nọ, mà thấy con nhóm tới niệm Phật mà họ bù thiệt đông. Bà cảm giác bà thấy và tiếp cận được với thế giới vô hình gọi là ngoại cảm. Bà Tư đây, bà có cái khả năng này. Bà nói là chỉ có niệm Phật là cái chỗ nghĩa địa đó, họ bù vô đông, họ thấy dễ, họ tu, họ siêu thoát tốt. Bà nói vậy, thấy hay không? Đơn giản mà hiệu quả cao, hay vậy đó. Đó, trên cái nhà mình mở lên nó bình yên. Cái nhà mà mở cái máy niệm Phật chỗ nào là Long thần hộ pháp chư đại Bồ Tát ứng hiện trong đó đấy. Quan trọng mà sự thật đó. Cái cây cũng vậy, mỗi lần mà mở niệm Phật, mở tụng kinh ra, cái cây nó tươi, nó nhuận. Và chim chóc đồ nó tới, ông thầy đâu nói, ông đi qua nước ngoài, đệ tử ông không có mở, trời ơi, cây về héo queo, chim đồ nó đi đâu hết trơn. Nó cứ súc sanh mà nó còn cảm được câu Phật hiệu như vậy đó. Thế là một câu Phật hiệu mà lọt vào trong tâm thức của mình là chủng tử vô lậu, không bao giờ mất mà. Tiền của đôi khi nó mất chứ cái câu Phật hiệu không mất. Đó. Mà miệng của mình niệm suốt ngày Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, mình tụng suốt ngày được không? Không được. Nhưng mà có cái máy này nó tụng suốt ngày được. Nhưng mà đừng có để cái máy nó tụng không, mình không tụng cũng không được đâu. Mình cũng phải tụng nữa, nó có cái tâm thức của mình mới có thể là nó chuyển nghiệp cho mình. Chứ cái ô cái máy ông thầy nhàn không tụng rồi khỏe, tôi tụng chi nữa, không được đâu. Đừng có ỷ vào ông thầy nhàn nha. Nói vậy cũng không có được. Rồi không tụng suốt ngày khỏe re, mình tu chỉ nữa mà cuối cùng sau phiền não cả đống, bởi vì mình không có khởi niệm mình tu mà, đúng không? Đó, cho nên cái máy nó tụng rồi mình cũng phải đặt thời gian ngồi trang nghiêm, mặc áo tràng, thắp nhang, cúng Phật, tắm rửa sạch sẽ, rồi súc miệng đồ, ngồi trang nghiêm thì mới có công đức nơi tự tâm mình. Còn cái máy này tụng để cho nhà mình thanh tịnh có. Hiểu không? Chứ đừng nghĩ cái trò tôi xin được cái máy thầy nhàn, tôi mở trong nhà sướng ghê mà cuối cùng cãi lộn ôm sùm, do mình không có tu phải cãi lộn rồi nữa, đúng không? Nãy giờ ngồi nghe mở mắt chào cháu rồi không biết giờ làm được kiểu được bao nhiêu phần trăm đây nữa. Hôm nay chúng tôi nói cái gì hỏi cái thầy, từ khi 3 tháng nay là chúng tôi không có nói vô công phu, mà khi con người có công phu họ nói khác. Ấn Tổ ngày viết cái thư, lá thư một cái thấy có trọng lượng, bị hàm dưỡng mấy chục năm, mà chúng tôi bây giờ mà cứ đi nói như vậy hoài, hết công phu rồi chứ thời gian nói không ai nghe. Bởi vì mình không có công phu, mình không có làm được, cuối cùng là gì, nói không được nữa, nó không ai nghe nữa đâu. Cũng vậy trong nhà của quý vị, mà quý vị không phải là một người mẫu mực chân chánh, mình nói chồng mình con mình dễ gì nó nghe, đúng không? Đúng không? Nó là như vậy, cho nên là phải hành trước, đừng có nói nhiều, mà mình hành cho được đi rồi mình nói ít mà người ta lại có kết quả. Chúng tôi dạo gần lại đây thấy Phật tử họ nghe chúng tôi tuy ít, mỗi lần phóng sanh chúng tôi nói ít thôi mà họ đã có chất lượng. Hồi trước chủ nhật nào cũng nói 2-3 tiếng, họ nghe thôi ông thầy bữa nay nói hay quá, 2 tiếng đồng hồ, hỏi hay sao quên hết trơn, hay mà nghe không vô nổi, không làm được, không? Thì thôi bữa nay nói ít thôi, nói như vậy thôi, nhưng mà nãy giờ chất lượng không? Bây giờ nói tóm lại nè, nghiệp lực của con người cần phải có pháp lực là thần chú đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm, ăn chay, tu hành những thiện pháp,
để chuyển cái nghiệp lực xấu ác trở thành thiện nghiệp, chuyển luôn cái thiện nghiệp, gửi cái công đức về Tây Phương Cực Lạc, với điều kiện người này phải khởi tâm lên là tự tánh công đức lực, tin tưởng Phật lực, Pháp lực để chuyển nghiệp lực được một đời này liễu sanh thoát tử. Mà phải tu pháp môn tịnh độ cho tu pháp môn khác, Ấn Tổ nó không bảo đảm với thời nay. Tu thiền, tu mật tông thực sự là pháp hay, nhưng mà dành cho thượng thượng căn. Còn mình bậc trung hạ, Ấn Tổ là cổ Phật, nhưng mà ngày sinh ngày là ngày trung hạ căn, phải tu tịnh độ. Lấy cái pháp môn là trì đại bi làm trợ hạnh nền tảng, niệm thêm Quan Âm và niệm Phật. Nếu niệm Phật không mà không niệm Quan Âm lúc gặp nạn để mình cảm với Phật Di Đà để mình chuyển nghiệp thì khó, bọn phàm phu mình khó cảm, cho nên cần Bồ Tát Quan Âm để gia trì cho mình nó nhanh hơn, chứ không nó thói chuyển chịu không nổi. Cái nhiều người tôi niệm Phật hoài mà sao không nó vượt qua những cái ác mộng, tôi gặp khổ đau hoài mà tôi niệm Phật nó chưa qua. Thực ra không phải là Phật không linh, không từ bi, nhưng mà mình chưa đủ sức để mình đi vô công phu để nó cảm thông, nó tương thông. Mà Quan Âm Bồ Tát nhích nhẹ cái là gì, ứng hiện trong sát na liền đi ra biển, nhớ không? Trời ơi, mây bùng vũ ùng, cuối dừng thành tâm niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, trong sát na là ứng hiện cứu ngay. Ngài là tầm thinh cứu khổ mà, cho nên hình đó nó qua rồi bắt đầu tiếp tục mình vô công phu niệm Phật. Thì hai cái này nó kè với nhau, nó cặp với nhau, giữa niệm Phật và niệm Quan Âm cặp với nhau. Khổ đau cùng cực nhiều quá thì niệm Quan Âm nhiều hơn là chuyên niệm Quan Âm. Khi qua rồi bắt đầu mình vô niệm Phật lại, nhưng mà đại bi cũng không phải bỏ, mà khi niệm Phật rồi cũng không bỏ niệm Quan Âm. Đơn giản dễ dàng phải không? Dễ hành phải không? Thành quả cao đấy. Cho Ấn Tổ nói cái pháp môn niệm Phật này tuy rằng đơn giản, tu hành không tốn nhiều sức, mà là kết quả quá thù thắng, nhanh vượt trội hơn những pháp môn khác. Hay như vậy đó. Không thể nương tựa một ông chồng vĩnh viễn, ổng là người giúp mình, không thể nương con cái, không thể nương cái nhà, không thể nương đồng tiền này là sinh mạng, là cứu mạng, cứu tinh của mình, không phải đâu. Nương vô pháp đi, Phật cũng phải nương vô pháp, mẹ đẻ của Phật là pháp đấy, đừng có bỏ nó, hiểu không? Phàm phu chúng sanh si dại, có cái gì là nương vô đó, được một chút xíu tiền là ỷ vào trong đó, một chút xíu ngoại hình đẹp là ỷ vào cái đẹp, có một chút xíu con cái thành đạt là ỷ vào cái con cái thành đạt, có một xíu ông chồng làm ăn được là ỷ vào đó, vài bữa ông theo vợ bé một cái là khóc lên bờ xuống ruộng luôn. Không ỷ vào pháp, không tin vào pháp đâu, có khổ hoài thôi à. Khổ khổ đến khi mình mà coi như là đọa lạc luôn luôn, cũng không biết đường mà đi đâu, hiểu không? Phật kia cũng phải nương pháp mà, pháp là mẹ đẻ chư Phật mà, nương vào cái thân này, chấp vào cái thân này, không ngờ niệm Phật chuyển cái thân về Cực Lạc, lấy cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái thân nó trong suốt như pha lê chứ đâu có ruột gan máu mủ dơ dáng như vậy. Chấp chi cái dơ giấy máu mũ như vậy, rồi chấp vào cái thân người nam, người nam chấp vào cái thân người nữ, mà đắm đuối mà chết trong đó luôn. Cái chỗ này hơi mạnh, nói chỗ này hơi mạnh, coi thử phải có. Lớn lên một cái là bắt đầu lại liền dựng gỡ gã chồng luyến ái với nhau. Cho ai lớn lên đi tu không? Ai lớn lên bắt đầu chỉ cho họ làm phước thiện không? Coi thử coi. Rồi lấy cái chuyện sanh con cái để mà nói chuyện nội giống, hay là lấy cái chuyện mà ân ái với nhau là làm niềm vui? Coi lại đi, nhìn kỹ lại cái tâm mình đi. Hay lấy cái chuyện ân ái làm niềm vui? Hết ân ái chồng chết rồi bắt đầu ân ái con, ân ái con hết rồi bắt đầu ân ái cái thân này nữa, toàn là luyến ái để dính mắt để đọa lạc không? Coi lại đi, có phải là mình con người không? Con người nó phải là gì? Siêu phàm nhập thánh, nó là một phải thăng hoa đi lên chứ đâu mà cứ mà dính trong cái dũng ái đó để cho khổ đâu vậy? Coi lại đi, suốt ngày tâm quay quần bởi vì cái khí phận của tâm ái, hết ái đến cái thân này là phải là thèm ăn thịt của chúng sanh để đắp vô cái thân này, cũng là một loại ái. Coi kỹ coi, bao vây chặt khừ luôn, gỡ không ra. Tự thân mình phải tu thôi, cho Phật xuất hiện mà nói cho mình mà mình không tu cũng chịu luôn, bởi vì Phật cũng từ cái pháp mà thành Phật mà, nói cái pháp cho mình tu mà. Mà mình tu cái pháp được thì có Phật lực giá trị, bởi vì cái tự tánh công đức lực mình cảm được Phật lực. Còn cái nghiệp lực của mình để ăn những loại thịt chúng sanh tạo những nghiệp lực xấu ác, không cảm được Phật lực đâu. Đừng có si dại, nói mạnh là nó như vậy đó. Nghiệp lực chúng sanh tạo nghiệp xấu ác, sát sanh trộm cắp tà dâm, nói láo tạo nghiệp xấu ác, làm sao tương thông với tâm Phật được? Tương thông với ác quỷ, tương thông với lại cảnh giới xấu ác thôi chứ.
muốn gỡ ra bây giờ phải thường xuyên niệm Phật, niệm Quan Âm, chị thần chú đại bi, tụng kinh tích lũy, tu hành công đức mới tương thông với Phật lực, tương thông với thiện quỷ thiện thần, họ giúp đỡ cho mình, trời che đất chở chứ, đúng không? Chỗ này khó nói lắm á nghe, chỗ này là khó vô công phu để mà nói rõ lột trần để cho quý vị nghe đó. Suốt ngày chỉ là gì, biết những cái chuyện gì, ít ngồi để giếng thôi, ăn uống trai gái, nhậu nhẹt chơi bời, con người là vậy đó. Sống làm thay đi thịt chạy, Ấn Tổ nói, chỉ biết trai gái ăn uống rồi nhậu nhẹt chơi bời, rồi tiền bạc có nhiều vui thôi, ít ngồi để giếng. Lên khỏi mặt giếng rồi mới thấy trời cao biển rộng, qua khỏi kiếp người rồi về cực lạc mới thấy cảnh giới bất khả tư nghị. Ai chỉ được điều này? Phật nói là Phật Thích Ca nói, mình còn không tin. Làm chút xíu được từ thiện rồi nhân danh trong đó, ta đây là giỏi, toàn là ngã mạn không. Tôi tu mấy chục năm đây cả chả được cái gì hết trơn mà cứ nhân danh không. Coi kỹ lại đi, người mà thực sự họ tu, họ ẩn núp, họ gặp đủ duyên, họ hướng dẫn người khác tu, họ lo họ tu mà, họ không có trương cái danh cái ngã mạn lên. Mình có một chút xíu cái nhà, làm sao bằng những người cực lạc vàng lót đường cho đi. Muốn có nhà là ứng hiện tự nhiên nhà trên hư không bảy báu. Cái tâm thức con người có khả năng như vậy, còn cái nhà ở đây là thứ gì đâu mà chấp nó dữ vậy? Ngã mạn trong đó. Coi lại đi, được ngoại hình đẹp một chút, được một chút xíu tiền, được một chút xíu cái gì là nó dính trong cái đó, dính như mũ bích luôn. Chết chưa? Cứ lừ khừ chấp vô ba cái vọng tưởng. Nếu vọng tưởng được buông xuống thì trí tuệ vô lậu, đức tướng của Như Lai xuất hiện liền. Real. Quen sống trong cái vọng tưởng điên đảo sằng bậy rồi, cho nên thành ra cứ chôn vùi trong đó khổ đau. Nếu mà ngưng lặng được vọng tưởng, mà muốn ngưng lặng phàm phu mình chỉ có niệm Phật nó mới ngưng thôi. Hiểu không? Không phải dễ đâu. Đó là cái tâm thức chúng tôi như thế nào quý vị cũng y vậy thôi, chúng cái khác đó. Vẫn là phàm phu, chỉ có chuyển phàm thành thánh là niệm Phật nhanh nhất. Niệm Quan Âm Bồ Tát, trì thần chú đại bi tha thiết, đó là cái pháp hộ thân, hộ tâm để khỏi phải đọa lạc luôn đó, chứ không phải là hộ thân trong đời này không đâu. Cái phao để ôm cho chặt vô chứ không thì thôi, nó như giờ đây sóng gió ngoài biển đó, ra ngoài đó là nó giậm dơ giống như sóng gió ở đây nè. Ở đây là đang là sóng gió, cuộc đời này nó còn gấp trăm lần cái sóng gió bên ngoài nè, không có cái phao mình trì chú niệm Phật để nó nhận một cái là về sau cho biết luôn, chết queo luôn đó. Tham sân si, tham ăn loài thịt chúng sanh, giận hờn tức tối, ganh tị ái nhiễm, đó là sóng gió nó gấp trăm ngàn lần bên ngoài đó ngang. Điều quen rồi không thấy nó là kinh hồn đó, nó nhận chết luôn đó, mà không có cái phao mà ôm đưa trong đó hàng ngày công phu đi, rồi cuối cùng đọa lạc đi, là lúc đó rồi mình mới phan trời trách đất, kêu Phật ơi tôi là Phật tử ông thầy nhàn mà sao Phật để cho tôi như vậy. Phật tử mà có tu đâu nhân danh đáng đời đi. Nói rõ là nó như vậy, nói nghe nghe có lý đúng không? Có lý chứ đâu có chửi ai, đâu có la ai đâu. Nhưng mà thấm dữ lắm không à. Tự mình hiểu rõ hết. Vậy thì phải lo tu. Chứ khi nghĩ là nói cái chuyện dưỡng sinh một chút, chiều ăn ít thôi, không ăn càng tốt, có bột uống vô, nó nhẹ cái ruột, nó thể dễ chịu. Hai tháng nay chứng nghiệm được uống bột. Hồi nãy gọi hỏi cái anh Thảo mà mất ngủ, nghe điện thoại nhiều quá, căng thẳng, lờ đờ, coi như là người có xác không hồn. Hết đường, khám đủ thứ mà không có bệnh. Lên đưa cái lon bột em quay, Nutrilite bột bằng đậu nành, uống vô, mới 2 ngày nay ngủ ngon. Một tháng nay không bao giờ ngủ trưa được, nằm mệt quá chừng, trưa hôm nay ngủ ngon. Mà anh nghe lời, kêu vứt cái điện thoại ra ngoài đi, đừng có nghe nó nhiều quá, anh nghe. Cái sóng nó vô nó hư cái não đó. Nghe về uống bột xong khỏe. Phải cho một chút bột buổi chiều nữa, rồi ăn ít lại một chút. Không ăn càng tốt cho nó nhẹ cái bụng của mình. Với cái cơ thể mình đây không làm nặng, hai buổi là dư chất. Rồi ăn uống phải điều độ, ăn chay và ăn ít lại một chút xíu, đừng no quá. Hôm qua ngon miệng quá, ăn no luôn 10 phần, 11 phần. Ấn Tổ nói ăn như vậy lâu ngày là tổn thương thọ mạng. Thọ mạng sẽ ngắn, tổn thương nội tạng. Đến chiều từ 1 rưỡi ăn rồi, đến 3 giờ trì đại bi mà vẫn còn tức bụng. Cái miệng nó hại cái thân ghê gớm ông ơi. Không phải đơn giản đó đâu. Một chút xíu như vậy đó mà nó cũng chướng ngại. Rồi biết rồi, ăn nhẹ nhàng, hồi nãy ăn ít lại, giờ nó khỏe nói chuyện được. Chứ ăn kiểu hôm qua giờ nói chất bẻ bụng luôn nó đi. Mà ăn ít quá không đủ dinh dưỡng cũng không được.
ăn làm sao cho nó đủ dinh dưỡng, ngủ vừa phải lại, đừng có 10 giờ, 9 giờ như chúng tôi, 8 giờ, 8 rưỡi, 1 giờ dậy quen luôn. Cho nên thành ra ngủ dục trong đó nó có cái ăn với cái ngủ mà nó hại con người ghê gớm luôn. Mà dưới ngủ dục này là khó giảng sanh. Tài là tiền của, đắm đuối chấp vô đó, sắc là sắc đẹp của mình và thích thích sắc đẹp khác phái ngoại hình bên ngoài, là thích đồ đẹp là sắc. Danh là thích danh tiếng, người ta khen mình cái lỗ mũi nở như cái cà vậy đó, chê một cái mặt bị sỉ vậy. Đó, danh đó. Tài sắc danh thực là ăn, ăn cho nó ngon miệng, ăn nó bình bụng ra, rồi ngủ phè ra đó, không tu thì thôi xong rồi. Cuộc đời chỉ đó là, Ấn Tổ nghe nói, đó là sống như thay đi thịt chạy, giống như con thú. Là con người mà đội lớp thú, như con thú chả biết gì, không biết thiện ác, không biết cái chuyện gì tu hành nhân quả gì hết trơn. Đó là thông người mà là cầm thú, chết là vô cầm thú chắc rồi đó. Ăn ngủ trai gái, tài sắc danh thực thì ngủ dục nó cuốn trong đó rồi thì thôi rồi. Hưởng cái đó, hưởng chỉ trong một chốc lát ít, một đời này có mấy chục năm, trăm năm thôi mà đọa lạc vĩnh kiếp. Nghe chỗ này mới ghê ghê. Sung sướng hưởng dục lạc, người có phước như ông vua. Hưởng được vài chục năm có ông vua nào thọ? Không có thọ đâu. Vì sao? Lắm thê nhiều thiếp, ăn nằm quá độ, mất tinh lực trong người. Người phụ nữ gì có mang thai rồi mà còn quan hệ thì bọc thai dày lên, đứa con nó bị ghẻ lát, nó ngu si, do cái chất tinh nó vô làm nó dơ, nó ngu si đi. Nghe ai mà dạy kỹ như vậy? Ghê không? Ai mà tránh được chuyện này không? Ấn Tổ nói cái chuyện mà con cái nói dòng dõi là phải có, nhưng mà thường chúng sanh hay lạm dụng, đã mang thai phải ngủ phòng riêng, có ai giữ được chuyện này không? Đâu có ai nói mà biết chuyện này. Rồi cuối cùng gì? Đẻ ra rồi không dạy nó nữa. Khổ nhất là con cái. Hồi sáng chúng ta hỏi cô ở đây, cô thấy con cái khổ không? Kêu trời, con không khổ chồng mà khổ con. Kêu đúng rồi, chồng có thể ly dị được chứ con ly dị được không? Có con ly dị nó được không? Có bỏ nó được không? Cho nên Ấn Tổ nói con là nỗi khổ lớn nhất trong đời người, đẻ ra không biết dạy nó. Vì vậy cho nên thành ra là bây giờ phải thay đổi cuộc đời đó, cách mạng lại đó. Cách mạng tức là thay đổi cái thông tâm của mình lại đó, cách mạng cuộc đời trong ngày hôm nay đó. Được không? Nói quá rõ quá đúng rồi mà còn. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang ngài nói là đã biết rồi mà không làm thì đồng là cầm thú. Hôm nay nói rõ lại cái pháp môn, cái nghiệp lực của mình, cái pháp lực, cái Phật lực, để biết, để tu hành tự tánh công đức lực mình có thể siêu phàm nhập thánh, mà không làm được, nghe mà không làm thì bằng lầu cầm thú, vô cầm thú chắc luôn, đáng đời luôn. Còn nếu mà nghe làm thì con người này có sự thăng hoa chuyển phàm thành thánh, làm được chứ sao không được. Phật cũng từ là một chúng sanh si dại chứ đâu phải là gì đó. Phật là cũng từ một chúng sanh nghiệp lực đã từng đọa địa ngục rồi đó, từng làm súc sanh, từng làm ngạ quỷ, cuối cùng ngài giác ngộ, ngài gặp một cái duyên, có những vị Phật khác, Bồ Tát gặp pháp ngài chuyển đổi ngài cho bây giờ thành Phật Thích Ca, thành Phật Di Đà, thành Phật Dược Sư, mười phương chư Phật cũng là phàm phu chứ gì, giống như mình thôi chứ gì. Mà giờ sao ngài được thành Phật? Bởi vì ngài gặp được cái pháp môn, ngài tin tưởng, ngài tu. Còn mình phàm phu vẫn là phàm phu là gì? Bởi vì mình ngang ngạnh bướng bỉnh, mình chỉ là muốn làm phàm phu mà không chịu tu, đúng không? Đúng quá rõ rồi. Mà con người là cơ hội để tu mà siêu phàm nhập thánh hơn cõi trời. Cõi trời họ sung sướng, họ hưởng phước. Atula thì nóng nảy quá, khó tu. Còn súc sanh thì thôi rồi. Bây giờ mấy con cá, con bò nó mình nói ơ mày, mình niệm Phật đi, nó ngơ ngơ như bò đội nón, lắc lắc, nó biết cái gì trong đó đâu. Súc sanh nó si dại mà, đúng không? Con người là cơ hội lớn nhất, mà con người cũng mất cơ hội lớn nhất. Bởi vì thông minh quá cho nên sát hại sanh linh, kinh thiên địa, ăn uống vô tạo sát nghiệp để đọa lạc, rồi làm súc sanh, súc sanh làm người, nó cứ lần quần ở trong đó mãi như thế. Hôm nay là chúng tôi nói là để mấy thầy hiểu ra được, không phải nói cho Phật tử không, mà nói cho bản thân chúng tôi nữa. 2 tiếng, 5 giờ kém 10 là đủ ha. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh.